Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nuxgaming nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đi tới chỗ bên Caligon Fleet nha các bạn. Như các bạn thấy đó, thì bây giờ mình có rất là nhiều nhiệm vụ ở bên Caligon Fleet. Để mình dịch chuyển tới Caligon Fleet luôn nha các bạn. Ok, Caligon. Let's see. Mấy cái nhiệm vụ màu vàng này cũng rất là nhiều luôn các bạn ạ. Nhiều mà mình không đếm xuể luôn. À, mà mình có tạo ra một cái kênh á tên là Bình Luận Thế Giới nha các bạn. Các bạn vào trong kênh của mình ủng hộ nha. Mình thường là mình sẽ làm cái video về mấy cái gì mà confession á, fashion trên trên trang New Confession á, với backing là rồi hoặc là tin tức gì đó, tin tức mới nhất á, thì mình sẽ bình luận về mấy cái đó nha, để cho các bạn nghe được cái sự trải lòng của mình. Và cũng và đôi cũng đôi khi là mình sẽ kiểu như là đưa ra lời khuyên cho các bạn. Mình sẽ đưa ra lời khuyên cho các bạn. Mà cũng mà cái kênh mà mình nó thường là những là người hay hay bình luận trên đó lắm, hay bình luận trên trên mấy trang mạng xã hội á, hay là mấy sự kiện nào đó. Mình kiểu như là người di chuyển mà các bạn, cho nên nó mới vậy. Bây giờ mình cũng có lại mình cũng đã chia sẻ mấy cái gì mà video hướng dẫn á, video hướng dẫn kiểu như là hướng dẫn thuộc cường hóa vũ khí nè, rồi gì ta đi làm nhiệm vụ nè, nhiệm vụ nhưng mà mình chỉ làm nhiệm vụ đặc biệt thôi nha, chứ không có làm mấy cái nhiệm vụ chung chung đâu. Nhiệm vụ chung chung thì các bạn tự lo liệu nha. Sau khi mà mình chơi xong hết cái game Raga Saga này á, là mình sẽ xóa game Raga Saga luôn và mình sẽ bắt đầu chuyển qua chơi Mini World nha các bạn. Mini World Block Art á. Cho nên các bạn nhớ nha, hãy đón xem. Và các bạn cũng đừng quên đón xem gì ta?
đón xem nhiều công chiếu mỗi 10 giờ nha. Cứ 10 giờ thì các bạn hãy hãy hóng. Còn những bạn nào mà muốn xem sâu thì mình sẽ chia sẻ cái đường link video cho các bạn nha. Đó. Cái gì vậy? Sao giờ này lắp cái gì vậy ta? Ôi, giờ này hơi lắc các bạn ạ. À. Còn hai con phụ thôi. Ok. Sau đó mình trả nhiệm vụ. Thank you.